Xin chào tất cả các bạn đến với chương trình chia sẻ những mẫu bản vẽ đẹp của Kisa Tôn Ninh Bình. Chúng tôi có trụ sở tại xã Khánh Trung, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về mẫu thiết kế có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline 096 345 9288. Hôm nay, chúng tôi xin gửi tới các bạn mẫu biệt thự 3 tầng hiện đại của gia đình anh Hà Văn Long có địa chỉ tại Xuân Trường, Nam Định. Với tổng thể khối kiến trúc đồ sộ, ngôi biệt thự được thiết kế 3 tầng lầu sử dụng màu sơn trắng làm chủ đạo, càng toát lên vẻ đẹp của sự mới mẻ, hiện đại và tinh tế trong con mắt sáng tạo người kiến trúc sư. Để giữ lại nét truyền thống đồng thời mang lại vẻ đẹp hiện đại, tăng tính thẩm mỹ cho không gian kiến trúc, các kiến trúc sư đã lựa chọn thiết kế hệ mái thái cho ngôi biệt thự với gam màu xanh đậm lạ mắt, tạo điểm nhấn nổi bật. Độ dốc cao được phân chia làm nhiều mái nhỏ mang lại những tính năng riêng biệt của hệ mái thái này. Trên mỗi cửa sổ cũng được bố trí hệ mái hát đua ra vừa tạo nét đẹp, vừa có công năng bảo vệ che chắn cho hệ cửa sổ. Với diện tích ngôi nhà rộng rãi và thiết kế nhiều tầng lầu như vậy, thì việc phân chia hệ cửa sao cho ngôi nhà có thể nhận ánh sáng tự nhiên từ thiên nhiên vào không gian bên trong là điều rất cần thiết. Phong cách thiết kế khỏe khoắn, hiện đại, hệ cửa chính và cửa sổ được thiết kế khá lớn. Sử dụng hệ cửa pano với kết cấu giữa viền gỗ tự nhiên xung quanh và các mặt kính trong, mang lại cảm giác không gian rộng mở, thông thoáng. Hiện đại không có nghĩa là cầu kỳ. Sự kết hợp giữa các mảng màu sắc tạo nên sự lôi cuốn trong phong cách trang trí. Các gam màu sáng giờ đây đang là trào lưu trong lĩnh vực thiết kế. Cùng với đó là các mảng sơn màu xám đậm tạo điểm nhấn cho sự rộng lớn của không gian ngoại thất. Hệ cột hiên đơn giản mang lại sự vững chắc cho ngôi biệt thự. Kết hợp với hệ thống đèn chùm tinh tế, ánh sáng vàng sang trọng tỏa ra bao trùm khung cảnh biệt thự đẳng cấp. Trên mỗi hệ ban công của ngôi biệt thự, hệ thống đèn chiếu sáng ngoài trời càng làm tỏ rõ không gian kiến trúc ngôi nhà. Lan can sát thiết kế với các đường cong uốn lượn, điểm thêm nét mềm mại trong trang trí. Những bụi hoa mang màu sắc tự nhiên tuyệt đẹp làm rạng rỡ ngôi nhà. Khi từ không gian sân vườn thông thoáng tiến vào bên trong, ta sẽ bắt gặp sảnh chờ khá rộng với diện tích 9,8m² gắn liền với phòng khách sang trọng có diện tích 18,5m². Tại đây có lối giao nhau với phòng ăn 18,8m² và phòng bếp 15,4m². Khu vực bếp có lối đi ra sảnh phụ của ngôi nhà và đồng thời có lối đi vào bên trong một phòng ngủ diện tích 12,8m² cùng với một lối cầu thang đi lên tầng 2. Phía sau không gian tầng 1 chính là khu bếp có không gian chung rộng rãi, một nhà vệ sinh và một gara ô tô. Tiến lên khu vực tầng 2 sẽ có không gian 3 phòng ngủ có diện tích 12,1m², 9,8m² và một phòng master 12,5m², một phòng thay đồ 4,2m² và có nhà vệ sinh chung. Tại đây có lối đi ra khu vực sân vườn thông thoáng có diện tích 12,4m². Tiếp theo là không gian tầng 3 với thiết kế một phòng thờ 13,5m², một phòng ngủ 6,7m² dành cho khách tới chơi ở lại qua đêm, một phòng sinh hoạt chung 12,5m² và khu vệ sinh chung cùng với lối ra khu sân vườn thoáng mát. Vừa rồi thì chúng tôi đã giới thiệu cho quý vị và các bạn mẫu thiết kế biệt thự 3 tầng mái thái hiện đại, sang trọng. Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về mẫu thiết kế có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline 0963459288. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video chia sẻ mẫu bản vẽ tiếp theo của Kisa Tôn Ninh Bình.